Chào Lan Ông, thì mình thấy ở đây thờ ngưỡng cái đền thờ rất là nhiều, người ta trang trí nhiều cái hoa văn lễ hội ở đây, bà con tín ngưỡng đến cúng bái rất là nhiều. Nguyễn Thừa xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì các bạn ơi, hôm nay Nguyễn Thừa sẽ giới thiệu cho bà con cô bác và anh chị một cái lễ hội ở Vũng Liêm, Vĩnh Long quê mình, đó là lễ hội cúng Lăng Ông. Thì lễ hội này nằm ở ấp Phong Thới, thị trấn Vũng Liêm. Theo Nguyễn Thừa được biết thì lễ hội này hay là Lăng Ông Nam Hải này có lịch sử hàng trăm năm, bắt đầu từ năm 1890. Ở nơi theo người dân được biết cho biết thì ở nơi đây là một cái xóm trầu, người dân ngày xưa làm bằng nghề chài lưới. Thì ngày trong một lúc vào buổi chiều ngày 4 giờ ngày 15 tháng 3 âm lịch thì người dân ở xóm trầu ở đây thì gần thị trấn Vũng Liêm buôn bán rất tấp nập, thấy được một cái ghe có người miền Trung vào ăn cơm. Thì buổi chiều thì thấy một cái xác của cá voi treo vào bờ, thì người dân ở đây do sống bằng nghề chài lưới nên rất tin tưởng và khẩn vái là nếu ông lỵ thì cho xin xác cá voi để đem về thờ cúng ông. Thì không ngờ cái xác của ông cá voi treo vào và người đó dân từ đó đem vào ở cái xóm trầu của ấp Phong Thới, thị trấn Vũng Liêm, ở đầu voi của đó đất là lập nên Lăng Ông Nam Hải tới ngày nay. Do đó tới ngày 15 tháng 3 âm lịch hàng năm là tổ chức lễ cúng Lăng Ông Nam Hải ở quê hương Vũng Liêm quê mình. Những thừa mời bà con cô bác và anh chị theo dõi lễ hội ở nơi đây nhé. Do Nguyễn Thừa sang đến đây thì sáng sớm thì ở đây gần sáng sớm thì cũng có rất là nhiều bà con đến đây để cầu phước cũng như là lại ở chùa ở đình, nhưng mà có thờ mẹ Quan Âm Nam Hải thì ở đây cũng người ta cũng đang cúng giấy để cầu cho năm mới nhiều điều bình an và tốt lành. Nghi thức sẽ đưa Lăng Ông đi lên xe và đi xuống phà, thì Nguyễn Thừa cũng quay lại để bà con cô bác và anh chị mình biết thêm. Anh lên đây nè. Đó, mấy cái nhánh gừa nè. Từ ra.
Rồi được rồi chú. Từ từ chú. Đây là những hình ảnh người ta đem những vật phẩm cúng quái ở trong cái một chiếc thuyền thì đem xuống bến sông. Thì Nguyễn Thừa đang đứng ở mé sông bến phà cũ của Vũng Liêm, mình quay lại để bà con cô bác mình xem. Thì phía trước thì ở đây ngay chỗ cái đập của Vũng Liêm thì người ta cũng lấy rất là nhiều cái xà lan đậu. Ở đây bà con đem chiếc thuyền này có hình của Lăng Ông Nam Hải, trong đó cúng rất là nhiều vật phẩm để đem ra ngoài biển khơi. Biển ra ngoài đảo nha bà con, ngoài sông lớn. Các bạn ơi, lễ hội Lăng Ông Nam Hải ở Vũng Liêm quê mình là một lễ hội có truyền thống hàng trăm năm. Thì ban đầu Lăng Ông Nam Hải xây cất rất là sơ sài, nhưng trải qua nhiều đời trùng tu, bà con tín ngưỡng nơi đây rất là tin tưởng và đã quyên góp tiền để xây Lăng Ông Nam Hải ngày càng được sạch đẹp như ngày hôm nay. Cảm ơn các bà con cô bác và anh chị đã xem video của Nguyễn Thừa chia sẻ hôm nay. Và đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký kênh để là động lực ủng hộ cho Nguyễn Thừa nhé.